Xin chào các bạn. Bữa nay sáng thứ bảy mình đến trưa mình mới đi qua bên thăm mẹ già với lại làm việc với y tá đó. Giờ mình ăn trưa đây, cái bụng quá, giờ 10 giờ rồi ăn trưa. Không có sáng nay mình không có ăn sáng cho nên bây giờ mình ăn trưa luôn. Mà cái món ăn trưa của mình nay mấy nay thèm súp quá. Thì cái này là nước súp của hủ tiếu Nam Giang. Nhưng mà hôm qua thì ăn thằng em nó ăn cái hủ tiếu khô rồi, nó không có ăn cái súp. Giờ còn cái súp thì mình dùng cái súp đó mình nấu lại rồi mình bỏ cái mì gói vô. Mình thích cái mì gói này lắm nè, lâu lâu mình ăn lần coi, tại vì mình đang kiêng ăn cái tinh bột á, nhưng mà thèm quá. Vừa nói vừa làm lâu lắc quá, nó lửa lên nó sôi rồi. To go, nó gói kỹ quá, đem về đó. Chà, súp nhiều quá mà mình gói mì nhà chắc không. À, có cục xương. Đây, nhiều đó chắc đủ nước rồi. Đập thêm cái hột gà không ta? Giờ mình chờ nó sôi lên. Mùa này, hôm nay thì chắc nắng ấm á, khoảng 80 mấy độ. Chắc cũng hơi khó chịu. Nhưng mà so với nhiệt đới thì 80 mấy độ vẫn còn rất là dễ chịu. Mình không biết nấu súp hủ tiếu ngon á, nhìn mình có cái súp hủ tiếu này rất ngon á. Mình có loại mì này nó dai dai á cho nên mình thích. Mấy cái gói bột này chắc mình không có xài. Ok, chứ mình lấy thêm cái trứng quá. Cái mùi mùi súp họ nướng nước lèo á, họ nấu ngon, chắc có xương, có bột ngọt, có đủ thứ. Cục xương này không có thịt gì hết à, chắc mình đâu có ăn được gì đâu. Dạ, cục xương này chỉ còn có mấy cái miếng mỡ với gân thôi. À, còn thiếu vài món để mình đi lấy nha. Đập thêm cái trứng, cái này là cái hành, bỏ vô cho nó thơm. Mà cho hành quá trời, hành với ngò. Chắc bỏ nữa thôi. Có khoan, xôi nó đổ vô. Mình thấy ở Việt Nam mấy người ăn lẩu á, thường thường hay lấy mì gói ra cái bỏ vô. Hồi lúc miếng bên đây có thịt, miếng xương mình nhìn cục bên kia không có thịt, nhưng mép bên đây có thịt, miếng thịt. Đập cái trứng vào trước ha. Cuộc sống đơn giản. Ở Việt Nam thì đâu có không có làm gì đâu, chắc đi ra ngoài tiệm ngồi ăn. Đập cái trứng mạnh quá nó bể hết rồi, thôi kệ nó không sao.
đập cho nguyên trứng cho nó chín, gọi là poach, thì nó nhịn nó ăn cái mình ăn cái trứng lúc mình cắn cái trứng lòng đỏ nó bể ra, còn này giờ mình đánh vô cái nó tan hết rồi. Thôi xong cho cái mì gói vào. Làm biếng rửa chén ăn luôn trong cái nồi. Ăn cái nồi xong rửa cái nồi thôi. Có mùi khét khét gì vậy ta? Chắc nó có cái gì nó rớt ở dưới. Chờ cái mì nó mềm rồi mình ăn được rồi. Ồ, sao bọt dữ vậy? Chắc mình phải lấy cái muỗng mình múc bọt ra quá. Chắc được rồi đó, sôi rồi. Chờ cho cái mì nó mềm, mình bỏ hành vô. Mình đẩy cái phone xa quá, không biết có nói có nghe được gì không. Bỏ lửa thôi. Rồi, giờ mình cúp điện ăn. Bắt đầu thấy nóng nực một chút đỉnh rồi. Giờ mình ăn đây. Thôi cái mùi cũng thơm quá chứ cái nước súp. Dạ thấy cái nước súp nó quá ngon đi. Mình không có nấu được như vậy cho nên mình thấy cái tô nước súp không ai ăn là mình chế biến liền. Cái mì này nó mình thích là tại vì nó dai dai đó. Oh, còn nóng quá. Bây giờ mình dẹp cái lò đi để ăn cho nó dậy. Setup có một cái camera nên mình không có chỉ ăn luôn trong cái nồi. Cái này gọi là múc băng. Không phải múc băng là phải ăn nhiều kìa. Ba chảy. Chắc chắn cái trong cái súp này có nước có bột ngọt rồi. Ngon quá. Nhưng mà ăn lâu lâu ăn chắc không sao đâu. Nhiều người họ rất là sợ bột ngọt. Mà nè, Việt Nam nấu ăn lúc nào cũng thấy bỏ bột ngọt hết à. À, cái mì này ngon không? Thấy cái trứng này, cái mì này, cái hiệu này nè. Nó gọi là air dry đó. Mình ăn mấy cái mì cái gô khô khác á, cái cọng mì nó bở quá, nó mình không thích. Rồi nó ăn nó dai dai giống như là mì tươi vậy đó, ngon. Súp. Cái nước súp ngon quá. Đậm đà mùi vị luôn. Còn chút nước súp này chắc mình chút mình đi chợ mình mua bò viên á, cái mình luộc lên xong mình thảy vô đây cho con nó thích ăn bò viên. Cái súp này ngon. Anyway thôi mình ăn đây rồi thì chút nó phải đi qua thăm mẹ già. Mình có gì vui vẻ chia sẻ tiếp nha. Xin chào các bạn, bye bye, tạm chào. Bây giờ thì mình đang lái xe về nhà sau khi đến thăm mẹ già và làm việc với y tá đó. Thì trên đường về mình thấy trời rất là nắng ấm và mình muốn uống bia, muốn chạy ra chợ mua bia luôn. Nhưng mà cuối cùng mình đi mua thức ăn cho thằng con nên thôi mình cố gắng chạy về nhà, không có uống bia. Nhưng mà tự nhiên thấy trời nóng như vậy là mình nhớ những ngày xưa mùa hè lúc còn nhỏ ở Việt Nam á.
được ăn những cái món chè, mà cái món mình thích nhất là cái món chè đậu xanh cà nước dừa, với có cái mùi mùi dầu chuối đó, trời nó thơm mà nó chắc là trời nóng nực vậy nè, ăn một ly mình thấy nó mê ngon dễ sợ luôn. Biết bao lâu rồi mình không có dám ăn chè này nọ đâu. Và cuối cùng thì mình có cái xinh xáo, xinh xáo là cái Jolly đó của trong hộp á, mình khui ra xong rồi mình chế nước sữa tươi lên, bỏ tí xíu đường thôi, không dám bỏ đi nhiều nhưng mà bỏ lạt quá thì không ngon. Rồi ăn bỏ nước đá vô ăn. Ôi nó cũng cũng đỡ thèm gì đâu á. Mùa hè sắp tới rồi, bây giờ là cũng bước vào hè rồi ha. Cuối tháng 6 rồi, sắp đến July 4th rồi là lễ Quốc khánh Mỹ. Thì đến 15 Tây này là vài ngày nữa là Cali họ sẽ định là mở lại. Nghĩa là không còn những cái chỗ quán ăn, những cái chỗ chơi rồi đó, họ cho người ta đi Disneyland này nọ này kia rồi đó. Cho nên mùa hè này á, xăng lên cũng khá cao nha. Bây giờ mình đi đổ xăng thì cũng đã lên đến gần 4 đồng một galon rồi. Lúc trước mua nhớ năm ngoái giờ này á, là có 2 đồng rưỡi một galon mà. Anyway, trên đường về thèm thuồng đủ thứ hết. Cuối tuần mà không đi đâu thấy cũng hơi buồn thiệt, nhưng mà cuối cùng thì lo xong cho mẹ già, lo xong cho thằng nhóc cái là mình thấy lười biếng nè. Cho nên chắc ngày mai mình quyết định chắc sáng sớm thức dậy phải lo đi bộ trước. Đến khoảng giờ này 3 giờ rồi đó, cái trong người năng lực nó không còn, nó lười quải quải rồi lười biếng hay sao, ngộ thiệt. Lúc sáng thức dậy thì còn sức hăng hái chút, chứ tới giờ này là thấy lười biếng như sợ. Thấy người ta chạy xe đạp và tập thể dục không? Mình thì lười biếng. Bây giờ mà đi bộ thì đổ mồ hôi á, nhưng mà tại vì đã lười biếng rồi cho nên không có đi. Thôi. Bữa nay định đến định là mình đi chợ luôn á chứ, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có đi chợ đi mua đồ ăn cho nhóc, rồi thôi lại chạy thẳng về nhà luôn. Cái điều này là chắc lười biếng. Cuối cùng thì mình về nhà cái ăn xong cái leo lên trong phòng, mở quạt lên cho nó mát, ngủ cho giấc luôn. Cuối cùng thì coi như cả ngày không làm gì hết. Hậu quả của tuổi già hay là tự nhiên cái lười biếng nó nổi lên mình cũng không biết, nhưng mà cuối cùng không có tập thể dục 2 ngày nay rồi. Mai chủ nhật sáng thức sớm đi bộ, không biết nên uống cà phê rồi ăn chứ đỉnh hay là đi bộ sao. Về tới con đường núi vắng của mình đây. Thường thường mình đi bộ trên con đường này nè các bạn. Bây giờ thấy không, nắng nắng đang thẳng chiếu thẳng xuống luôn. Đi đi như vậy thì hơi khó chịu. Nhưng mà ngày xưa mình không sợ, cứ đi đi cho nó nóng nực xong rồi tắm rồi uống bia. Giờ không có cái, không có được cái uống bia cho nên không có cái gọi là cái động cơ để mà đi giờ này. Thôi nghỉ bữa nay, mai sáng thức dậy đi bộ. Bây giờ mình cũng sắp tới nhà rồi, thôi mình chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Mình xin hẹn gặp lại ngày mai.